Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Đó là câu chuyện của một bác sĩ thú y tại Hocking Hills Animal Clinic, một phòng khám dành cho động vật tại bang Ohio, Mỹ. Ông đã chia sẻ câu chuyện của riêng mình lên trang Facebook có tài khoản mang tên phòng khám mà ông đang làm việc, kèm theo câu chuyện là bức ảnh về bệnh nhân đặc biệt của ông. Nói là bệnh nhân, nhưng thực ra đó là một con rùa trưởng thành. Trở về những ngày này của một năm trước, khách hàng của ông đã mang một chiếc hộp tới phòng khám Hocking Hills Animal Clinic. Nằm trong chiếc hộp là một con rùa bị thương, toàn bộ phần mai của nó đã bị tổn thương. Theo lời kể của người khách này thì con rùa bị chiếc xe hơi đâm trúng. Để thay thế chức năng bảo vệ của chiếc mai, bác sĩ này đã dùng một loại kính bền cường lực để chữa trị cho con rùa. Sau đó ông đã thả nó vào một khu rừng gần đó. Điều đáng ngạc nhiên đó là một năm sau khi thả con rùa, trong một chuyến dạo chơi trong rừng, ông đã gặp lại bệnh nhân cũ của mình vẫn nguyên vẹn những mảnh kính trên mai. Ông đã chụp lại bức ảnh và đăng tải lên mạng xã hội với những dòng chia sẻ. Gần đây khi đang đi bộ trong rừng, tôi phát hiện ra một vật thể kỳ lạ nằm trên đống lá. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng đó là con rùa mà tôi đã chữa trị năm trước. Nó vẫn còn nguyên những mảnh kính trên thân. Bài viết đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ. Với ông đây là một cuộc hội ngộ đặc biệt bởi nó nhắc cho ông thêm yêu cái nghề bác sĩ thú y mà mình đang làm. Trở thành một bác sĩ thú y là một lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn đối với tôi, đó là điều tốt nhất mà tôi có. Kèm theo câu chuyện được chia sẻ trên Facebook, người bác sĩ này còn muốn nhắc nhở mọi người về tình yêu động vật. Nếu thấy một con rùa bị thương ở mai như thế này, đừng bỏ mặc nó, hãy đưa nó đến người có thể giúp nó. Câu chuyện của người bác sĩ thú y này sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều người. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra thán phục cách làm của ông khi dùng kính cường lực để thay thế mai rùa. Con trai tôi đã nhìn thấy một con rùa biển. Thật đáng tiếc, chiếc mai của nó đã bị vỡ vụn bởi một lực rất mạnh nào đó. Thằng bé rất thương con rùa nhưng chẳng thể làm gì. Ý tưởng này thật tuyệt. Thằng bé sau khi biết điều này rất muốn cứu giúp những con rùa với vấn đề tương tự. Cảm ơn vì điều này. Một tài khoản Facebook có tên Diana Zemzerel Van Bruggen bình luận. Còn tài khoản có tên Eddie Bean thì nói rằng một con rùa với chiếc áo giáp sắt may mắn sẽ đến với những con người có tấm lòng thật tốt như vậy. Đó là câu chuyện cực may mắn của bà Mary Grams, 84 tuổi, ở tỉnh Alberta, Canada. Bởi lẽ chiếc nhẫn đính hôn là vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa, nhưng nó lại khá nhỏ, nếu vô tình đánh rơi thì sẽ khó có cơ hội tìm lại. Ấy vậy mà bà Mary đã tìm lại được chiếc nhẫn của mình theo cách thật kỳ diệu. 13 năm trước, năm 2004, trong lúc kéo đám cỏ dại trong trang trại của gia đình, bà Mary làm rơi chiếc nhẫn đính kim cương, là kỷ vật đính hôn của bà. Mặc dù rất buồn, nhưng bà Mary không có cách nào để tìm lại nó. Nhưng vì không muốn chồng buồn khi biết vợ làm mất chiếc nhẫn kỷ niệm của hai vợ chồng, bà đã mua một chiếc nhẫn khác để thay thế. Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện chiếc nhẫn đã mất dường như sẽ không còn được nhắc lại nữa. Thì bỗng nhiên, vào một ngày giữa tháng 8, con dâu của bà thu hoạch cà rốt và phát hiện ra chiếc nhẫn nằm gọn giữa củ cà rốt trong vườn nhà. Colleen Daly, con dâu của bà Mary cho biết, thấy chiếc nhẫn mắc kẹt giữa củ cà rốt, tôi đã rất ngạc nhiên và đem đi hỏi chồng mình. Anh ấy kể lại chuyện mẹ đã từng mất chiếc nhẫn đính hôn từ nhiều năm trước khi bà đang làm vườn. Hóa ra nó đã lọt vào củ cà rốt như thế này đây. Rất tiếc, ông Norman đã qua đời 5 năm trước, ngay sau dịp kỷ niệm 60 năm ngày cưới của họ. Nhưng bà Mary vẫn vui mừng khi tìm lại chiếc nhẫn đính hôn của mình và nói, tôi sẽ đeo nó vì nó vẫn vừa với tay tôi. Bà Mary không phải là người duy nhất may mắn khi tìm lại được nhẫn như vậy. Năm 2011, bà Lina Pearson cũng đã tình cờ tìm lại được chiếc nhẫn mà bà đã đánh mất cách đây 16 năm trong chính vườn rau của nhà. Điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn lại lồng vào một củ cà rốt nhỏ. Bà Lina đã nhổ nó lên và nhìn thấy chiếc nhẫn.
Đó là câu chuyện cực may mắn của bà Mary Grams, 84 tuổi, ở tỉnh Alberta, Canada. Bởi lẽ chiếc nhẫn đính hôn là vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa, nhưng nó lại khá nhỏ, nếu vô tình đánh rơi thì sẽ khó có cơ hội tìm lại. Ấy vậy mà bà Mary đã tìm lại được chiếc nhẫn của mình theo cách thật kỳ diệu. 13 năm trước, năm 2004, trong lúc kéo đám cỏ dại trong trang trại của gia đình, bà Mary làm rơi chiếc nhẫn đính kim cương, là kỷ vật đính hôn của bà. Mặc dù rất buồn, nhưng bà Mary không có cách nào để tìm lại nó. Nhưng vì không muốn chồng buồn khi biết vợ làm mất chiếc nhẫn kỷ niệm của hai vợ chồng, bà đã mua một chiếc nhẫn khác để thay thế. Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện chiếc nhẫn đã mất dường như sẽ không còn được nhắc lại nữa. Thì bỗng nhiên, vào một ngày giữa tháng 8, con dâu của bà thu hoạch cà rốt và phát hiện ra chiếc nhẫn nằm gọn giữa củ cà rốt trong vườn nhà. Colleen Daly, con dâu của bà Mary cho biết, thấy chiếc nhẫn mắc kẹt giữa củ cà rốt, tôi đã rất ngạc nhiên và đem đi hỏi chồng mình. Anh ấy kể lại chuyện mẹ đã từng mất chiếc nhẫn đính hôn từ nhiều năm trước khi bà đang làm vườn. Hóa ra nó đã lọt vào củ cà rốt như thế này đây. Rất tiếc, ông Norman đã qua đời 5 năm trước, ngay sau dịp kỷ niệm 60 năm ngày cưới của họ. Nhưng bà Mary vẫn vui mừng khi tìm lại chiếc nhẫn đính hôn của mình và nói, tôi sẽ đeo nó vì nó vẫn vừa với tay tôi. Bà Mary không phải là người duy nhất may mắn khi tìm lại được nhẫn như vậy. Năm 2011, bà Lina Pearson cũng đã tình cờ tìm lại được chiếc nhẫn mà bà đã đánh mất cách đây 16 năm trong chính vườn rau của nhà. Điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn lại lồng vào một củ cà rốt nhỏ. Bà Lina đã nhổ nó lên và nhìn thấy chiếc nhẫn. Trong lúc đi nhặt phế liệu như thường ngày, anh Dư sống tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, vô tình trông thấy một gốc cây lạ. Khi lại gần và đào lớp đất đầu lên, anh thấy rằng gốc cây này có vỏ ngoài cứng nhưng thịt lại mềm. Thấy tò mò, anh liền đào hẳn gốc cây lạ lên, khối lượng của nó phải xấp xỉ hơn 20 chục ký. Anh Dư cho hay gốc cây bị chìm sâu trong đất, phải mất một lúc lâu anh mới đào tới tận đáy của nó. Sau khi về nhà, anh rửa sạch gốc cây và ngâm nó trong nước trong một thời gian. Một lúc sau, lớp vỏ xù xì dần tróc ra, lộ rõ phần thịt bên trong, nhìn mướt và khi sờ vào thì rất mềm, trông như các thớ thịt trắng hoặc đậu hũ. Tin tức anh Dư đào được gốc cây lạ khiến cả xóm xôn xao. Một vài người bảo anh đó có thể là một loại thực vật quý và có giá trị, khuyên anh nhanh tìm một chuyên gia đến để xem xét. Hai vợ chồng anh Dư cũng bán tín bán nghi lên Internet tìm hiểu và liên hệ được với một nhà sưu tầm linh chi. Anh Dư ngay lập tức gọi điện cho vị này. Ngày hôm sau, nhà sưu tập đã vượt qua chặng đường gần 1.000 km từ Bắc Kinh đến Trường Xuân để xem gốc cây lạ và khẳng định đây chính là linh chi Thái Tuế, một loại linh chi quý hiếm được xếp vào hàng siêu phẩm và chỉ dùng cho vua chúa thời xưa. Loại nấm linh chi này rất hiếm và ít khi xuất hiện. Nhà sưu tập có ý muốn mua và trả giá 8.000 USD, hơn 180 triệu Việt Nam đồng để mua gốc cây này, nhưng vợ chồng anh Dư không đồng ý bán. Linh chi Thái Tuế sinh trưởng và phát triển trên mặt đất. Do loại nấm này hình thành là do 3 loại khuẩn nấm, trong đó có một loại polymer nấm hiếm nên khoảng mấy chục năm mới xuất hiện một cây. Linh chi Thái Tuế còn có nhiều tác dụng thần kỳ hơn yến xào. Nó không những cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể mà còn điều tiết hormone estrogen và kích thích sản sinh tế bào miễn dịch một cách tối ưu. Đây là món ăn vương giả cũng như loại thuốc quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ mà chỉ có vua chúa mới được dùng. Do những công dụng mà không loài thực vật quý nào sánh được, nhiều người có tiền cũng chưa chắc mua được. Trung bình 1 gram linh chi Thái Tuế trên thị trường quốc tế là 39.000 USD 1 gram, hơn 880 triệu Việt Nam đồng. Gốc cây linh chi Thái Tuế mà anh Dư đào lên nặng đến 25 kg và mức giá nêu trên thì cây linh chi của vợ chồng anh Dư có giá trị ước tính lên tới 975 triệu USD, khoảng 22.000 tỷ Việt Nam đồng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!